Chào các bạn, mình là Hương Phan, mình quay trở lại với kênh YouTube, kênh audio và nhóm chồng Phúc Trao Yêu Thương. Chủ đề hôm nay đó là mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn gửi về vào phần comment của kênh YouTube của mình, đó là Hương Phan Vlog nha. Câu hỏi của bạn Trường Đạo như sau. Chị cho em hỏi làm sao có thể cảm nhận lòng biết ơn của mình bằng trái tim? Bởi vì mọi người nói khi mình muốn điều gì đó xảy ra thì phải hình dung và tưởng tượng rồi cảm nhận bằng cảm xúc của mình. Nhưng khi em làm, em không kết nối với cảm xúc của em được. Em chỉ kết nối được với bộ não của mình thôi. Chị có cách nào kết nối được cảm xúc không? Chỉ cho em với ạ. Trước khi trả lời câu hỏi này, mình xin kể một câu chuyện thực tế của chính bản thân mình để cho em Trường Đạo có thể hiểu và cái cách của mình ứng biến trong những trường hợp đó như thế nào. Thì hy vọng chính cái cách ứng biến của mình đó là một trong những giải pháp cho em. Và sau đó mình gợi ý thêm một vài cái cách nữa, biết đâu em sẽ tìm được một cái hướng đúng cho mình nha. Câu chuyện đó là cách đây 3 năm thì Hương mới hiểu thế nào là thực hành về lòng biết ơn. Nhưng mà để thực hành về lòng biết ơn á, thì không phải tự nhiên Hương thực hành. Do là nó cũng đẩy đưa Hương đến những cái hoàn cảnh mà Hương cần phải thay đổi. Đó là cái công việc của Hương thời điểm đó, Hương cảm thấy không có gì vui vẻ hết. Cái tình hình buôn bán online của Hương á, cũng không thấy gì là suôn sẻ. Hàng hóa thì nó chất đầy nhà và tồn kho rất là nhiều. Và tiền bạc nó bị túng thiếu và nó chảy về với tài khoản nó không có đều đặn. Trong các mối quan hệ với bạn bè, với đồng nghiệp, với gia đình thì cũng chưa có gì là nổi bật. Đó, thì chính như vậy á, Hương mới loay hoay và Hương vô tình tìm được cái nhóm của thầy Sơn á, là thực hành về lòng biết ơn. Và Hương cũng mon men tìm hiểu cái lòng biết ơn là cái gì. Thì có một cái quyển sách The Magic Phép Màu á, nó có thực hành 28 ngày lòng biết ơn. Thì Hương mới bắt đầu mon men thực hành từ ngày đầu tiên cho đến ngày 28. Và dĩ nhiên trong những ngày đầu, Hương giống y như em Trường Đạo thôi. Đó là sao? Đó là Hương không thể cảm nhận lòng biết ơn của Hương bằng trái tim được. Hương chỉ nói về mặt giống như lý trí thôi. Về mặt cái trí óc của Hương giống như em hay nói đó. Và Hương quyết tâm rằng là dù thế nào đi nữa, hằng ngày Hương đều thực hành lòng biết ơn cho từng chủ đề của mình luôn. Trong quyển sách The Magic ấy, nó có 28 chủ đề. Thì Hương thực hành đúng 28 ngày luôn. Mặc dù những ngày đầu á, là khi cái quyển sách nói là mình phải viết ra 10 điều biết ơn về một cái chủ đề gì đó, 10 điều biết ơn về sức khỏe, 10 điều biết ơn về tiền bạc, về mối quan hệ, về đồ ăn, thức uống, hay là tất cả những cái gì mà mình cảm thấy biết ơn trong một ngày thì mình viết thành 10 điều, ví dụ vậy. Nhưng mà nói thiệt nha, là những ngày đó Hương viết giống như cái máy vậy đó. Hương ơi, cảm giác đó là biết ơn cái gì hết. Có một cái điểm nhấn đó là Hương muốn biết lòng biết ơn có thực sự thay đổi cái cuộc sống mình hay không. Cho nên Hương thực hành, Hương quyết tâm thực hành cho bằng được 28 ngày. Mặc dù trong cái quãng đường từ ngày 1 đến ngày 28 nó xảy ra rất là nhiều việc, giống như mình làm biếng ha. Rồi á, mình viết chưa có bằng trái tim, mình cảm giác như cái gì đó thiếu, không có đủ, không có chạm đến cảm xúc của mình được. Và mình cũng chưa thực sự hiểu lòng biết ơn là gì. Tuy nhiên ha, một cái điều thần kỳ đó là càng ngày qua đi thì Hương bắt đầu cảm nhận lòng biết ơn nó là cái gì. Bắt đầu từng bước một, Hương mới để ý cái bên trong của mình nó tiếp nhận dần cái nguồn năng lượng của lòng biết ơn. Và dần dần Hương cảm giác rằng bắt đầu mình có cảm xúc, chứ không phải đơn thuần là mình chỉ làm bằng lý trí nữa. Và cái điều ở đây nó nói lên là cái gì? Là mình dấn thân vào, mình hành động cái chuyện mình viết lòng biết ơn đi. Mình mặc kệ cái cảm xúc của mình lúc đó là cái cảm xúc cứng đơ, cảm xúc là hơi bị gượng, cảm xúc là chưa có chạm được vào một cái trái tim gì hết. Mình biết cái chuyện đó, nhưng mình kệ nó, mình cứ lao vô để mình viết lòng biết ơn. Mỗi ngày có 10 điều thôi. Thì các bạn biết không, cho đến càng ngày khi mà kết thúc được 28 ngày rồi á, Hương mới bắt đầu, Hương cảm thấy bắt đầu có cảm xúc thôi mọi người. Và cái hành trình này không phải ai cũng giống như Hương nha. Có những người á, người ta viết 10 ngày người ta đã chạm được đến cái chuyện đó rồi. Trong khi đó Hương viết 28 ngày Hương bắt đầu mới chạm được cái chuyện đó thôi.
Sau đó Hương quyết tâm Hương làm tiếp 28 ngày lần nữa. Mình lặp lại y chang từ ngày 1 đến ngày 28 một lần nữa. Và mọi người biết không, lần thứ hai này Hương thực hành á, nó bắt đầu có những cảm xúc nó khác biệt nữa. Và nó đẻ ra cho mình những cái sự yêu thương xung quanh, mình thấy rõ luôn. Ví dụ nha, hồi xưa Hương coi cái tiền bạc á là những cái gì nó rất là bình thường, nó tới với mình rồi nó đi, và cái cảm xúc khi mà Hương chi tiền Hương đâu có vui, và cảm xúc khi nó tới với mình thì mình vui vậy thôi rồi mình cũng quên. Thì khi mình thực hành cái lòng biết ơn về tiền bạc thì đến cái giai đoạn thứ hai Hương thực hành đó, Hương cảm thấy ô, bắt đầu Hương thương tiền thiệt. Hương bắt đầu có thể cầm cái tờ tiền lên Hương cảm ơn nó, bởi vì nó nuôi sống cuộc sống của mình, và mình bắt đầu biết ơn cái sự hiện diện của đồng tiền cho cuộc sống của mình, thậm chí biết ơn luôn cái chuyện mà đồng tiền nó ra đi nữa kìa. Hả? Sau đó ha, Hương quyết tâm lặp lại một lần nữa cho 28 ngày nữa, nghĩa là đến tháng thứ 3. Thì lúc này Hương mới thấy cái dung lượng trái tim của mình nó mở ra. Lúc này nếu các bạn có một cái sự mà chịu khó nhìn lại bên trong của chính mình, các bạn sẽ cảm thấy nó có sự khác biệt. Thì lúc này bắt đầu chạm đến trái tim. Ha, thì nói đến đây á, để Hương muốn nhắn đến em Trường Đạo rằng là em hãy dấn thân vô cái chuyện là em biết ơn đi. Em mặc kệ những cái cảm xúc mà em đang có. Bởi vì dần dần cái thói quen viết và nghĩ về lòng biết ơn của em, cho đến lúc nào đó nó sẽ đủ lớn, đủ mạnh và nó thành thói quen, thì bắt đầu chạm đến trái tim. Ha. Còn nếu như em thực hành vài ngày, vài tuần, vài tháng mà em vẫn thấy cái cảm xúc của em nó trơ trơ, cảm xúc của em nó chưa có đụng vào trái tim, cảm xúc của em nó chỉ là về mặt lý trí thôi, thì lúc này em thực hành tiếp. Nghĩa là do cái khoảng thời gian trong cuộc đời của mình không biết đến lòng biết ơn á, cho nên mình sống với cái cảm giác bình thường, với cảm giác mọi chuyện là hiển nhiên, cảm giác vô ơn, với rất là nhiều thứ đã quen rồi. Và cái sự quen đó nó chai lì rồi. Mà bây giờ mình thay đổi đâu có thể nào là ngày 1, ngày 2, tháng 1, tháng 2 mà em có thể thay đổi hoàn toàn được cái thói quen trước đây được. Nghĩa là trước đây vô ơn trong một thời gian mấy chục năm, bây giờ em đòi một tuần, hai tuần mà thay đổi thành biết ơn thì nó không phải là dễ dàng. Nhưng mà em cứ lao vào thực hành, nhắm mắt nhắm mũi thực hành và cảm nhận, bắt đầu cảm nhận những cái việc xung quanh bằng lòng biết ơn, thì đến một lúc nào đó em mới giật mình rằng bắt đầu em chạm đến cái trái tim. Nói đến đây em hiểu ha. Tiếp theo nữa là em nên tìm cho mình một cái người bạn đồng hành về thực hành lòng biết ơn, hay một cái hội nhóm để thực hành lòng biết ơn. Hoặc là nếu như em muốn thực hành một mình thì em nên có một cái quyển sổ để, hoặc là một cái file trên file Word để em viết hàng ngày, coi như một cái nhật ký biết ơn để đọc lại ha, và nhìn đời với con mắt của lòng biết ơn. Thậm chí các khó khăn đến với em cũng nhìn nó bằng một cặp mắt của sự biết ơn. Một sự khó khăn cũng đem đến cho mình những cái bài học ha. Đó là chị trả lời của em bằng chính kinh nghiệm thực tế của chị. Rồi, vậy thì cái vế thứ hai của em là mọi người nói là phải hình dung và tưởng tượng rồi cảm nhận bằng cảm xúc, đúng không? Thì như vậy nè, khi bắt đầu em chạm được đến trái tim rồi thì lúc này á, cái sự hình dung tưởng tượng của em với một cái điều gì đó mà em cần biết ơn, hoặc là với một cái điều gì đó em cần biết ơn trước, có nghĩa là điều đó chưa xảy ra nhưng em muốn biết ơn trước để biến nó thành hiện thực á, thì lúc này em mới có cảm xúc. Còn nếu không á, nó chỉ là về mặt cái nói ra thôi, về mặt lý thuyết thôi, về mặt lý trí thôi. Có nghĩa là nó có nhiều giai đoạn để mình đạt đến. Giai đoạn đầu tiên là em thực hành nhiều vô để thành thói quen, sau đó nó mới chạm đến cảm xúc. Khi nó chạm đến cảm xúc rồi thì lúc này em muốn hình dung tưởng tượng hay là em muốn nghĩ về những điều biết ơn trước thì nó đều có cảm xúc cả. Cho nên trước mắt thì em cứ nên dấn thân vô, cứ nên mỗi ngày tập cho mình thói quen viết 10 điều biết ơn, sau đó tăng dần theo thời gian. Em tăng thành 15 điều, 20 điều, 30 điều, 40 điều, tùy. Càng nhiều càng tốt. Và em hãy cảm nhận những cái sự việc xung quanh của mình trong đời sống hàng ngày của mình bằng lòng biết ơn. Đặc biệt nha, là em nên biết ơn những mối quan hệ gần nhất với mình, vợ chồng, con cái hay là ba mẹ, anh chị em của mình. Hãy biết ơn họ trước đi.
sau đó mình mở rộng ra đến môi trường học tập, môi trường làm việc của mình, sau đó mở rộng ra đến khách hàng của mình, cứ mở rộng ra dần dần ha. Thì cái cách hay nhất là có thể em thực hành 28 ngày lòng biết ơn của cái cuốn The Magic á. Đó, nó tập cho mình một cái thói quen và từng chủ đề để mình biết ơn như vậy á. Rồi, hy vọng là câu trả lời của Hương có thể là mang đến cho em những cái gợi ý gì đó. Và chúc em thành công, hy vọng một ngày nào đó nhận được một cái comment đó là em bắt đầu chạm đến cảm xúc của em rồi. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại ở các video sau để giải thích thêm những cái câu hỏi của nhiều bạn khác ở những chủ đề khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại.